Như quý vị cũng đã biết, đại dịch đã tác động tiêu cực đến các tỉnh thành nước ta, trong đó hoạt động vận tải hành khách phải đối mặt với nhiều khủng hoảng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân không thể đi lại vì không có phương tiện di chuyển. Sau đây sẽ là tin vui cho các du khách và người dân đi công tác đã bị mắc kẹt tại đảo Phú Quốc trong suốt thời gian qua vì dịch Covid-19. Thưa quý vị, hiện nay thành phố Phú Quốc đang ra soát, thống kê danh sách và đề xuất phương án hỗ trợ bà con thuộc các trường hợp trên được trở về đất liền an toàn. Hiện Phú Quốc có hơn 3.000 người ở các tỉnh thành phố mắc kẹt lại đảo với nhiều lý do khác nhau như đi du lịch, thăm người thân hoặc đi công tác. Với những trường hợp này, thành phố đã có những phương án hỗ trợ kiến nghị đề xuất tỉnh Kiên Giang, Cục Hàng không mở các chuyến bay đưa về nếu như có nhu cầu. Hiện tại, tại các khu nghỉ dưỡng khách sạn nhà trọ giảm giá, có nơi lên đến 60% tiền phòng. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân lao động phổ thông ở các tỉnh nên ở lại đảo, vì các tỉnh còn đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trước đó, Phú Quốc cũng đã tổ chức đưa 6 công dân Pháp rời đảo về đất liền để ra sân bay về nước.